Kênh Giá Thanh Long xin chào đón quý bà con yêu mến kênh. Quý bà con hãy tặng kênh một like và một đăng ký. Chúc quý bà con cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giá Thanh Long không ổn định và lên xuống thất thường, nên quý bà con đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để nhận được những bản tin nhanh nhất trên thị trường. Tùy theo chất lượng hàng, tùy theo chất lượng trái mà giá có thể chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn nhé bà con. Còn tùy thuộc vào đoạn đường vận chuyển xa hay gần và tùy thuộc vào vườn, vào lái mà giá sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Thưa quý bà con và các bạn, trong hai ngày 24 và 25 tháng 4 vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp thực hiện quy hoạch và phát triển ngành hàng thanh long theo chuỗi giá trị xanh. Tại lớp tập huấn, đại diện Bộ Công Thương đã giới thiệu khái quát về thị trường thanh long tươi của Trung Quốc cũng như tình hình sản xuất, cung ứng và xuất khẩu thanh long của Việt Nam tại thị trường này. Đồng thời, lớp tập huấn cũng công khai các biện pháp vệ sinh, kiểm dịch động vật thực vật và các giấy chứng nhận cần thiết để xuất khẩu thanh long Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Để được nhập khẩu vào Trung Quốc, lô hàng thanh long phải đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật như phải được thu hoạch, đóng gói tại vườn và cơ sở đóng gói chỉ định, không lẫn hoặc chứa các loại trái cây khác, không nhiễm các đối tượng kiểm dịch thực vật của Trung Quốc đưa ra. Xin mời quý bà con và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe và theo dõi chi tiết bảng giá thanh long như sau. Thanh long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vựa, bò đẹp 12.000, 11.000, 10.000 đồng một ký, bò sàn 10.000, 9.000, 8.000 đồng một ký, hàng giạt có mức giá từ 4.000 đến 5.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có mức giá từ 35.000 cho đến 36.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa và tùy thuộc theo từng thương lái. Thanh long ruột đỏ miền Tây về vựa loại 1 39.000 đồng một ký, loại 2 34.000 đồng một ký, loại 3 29.000 đồng một ký, loại 4 21.000 đồng một ký. Ruột trắng miền Tây thương lái mua xô từ 14.000 cho đến 15.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa và tùy thuộc theo từng thương lái. Cảm ơn quý bà con đã cùng lắng nghe và đồng hành cùng kênh Giá Thanh Long. Quý bà con hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để trao đổi về giá cả thanh long cũng như các loại nông sản khác. Một lần nữa xin cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.